Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài đăng trên Facebook Toan Trần. Vừa mới chân ướt chân ráo về quản xứ yên lĩnh, Nguyễn Đức Nhân đã ngông cuồng tổ chức giáo dân cướp đất công. Hẳn mọi người vẫn chưa quên những hành động vô pháp vô thiên của Linh Mục Nguyễn Đức Nhân khi còn là quản xứ kẻ gai Hưng Nguyên, Nghệ An. Sáng 17 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Đức Nhân đã chỉ đạo giáo dân huy động máy móc đến san lấp tại khu đồng ao lấp thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An với ý đồ lấn chiếm xây dựng cơ sở thờ tự trái phép trên đất nông nghiệp. Khi chính quyền huyện Hưng Nguyên tiến hành lập biên bản yêu cầu đình chỉ thì Nguyễn Đức Nhân lại huy động giáo dân chống đối, tấn công lực lượng chức năng, bắt giữ cán bộ. Hành vi của Linh Mục Nhân khiến nhân dân Hưng Nguyên bất bình, đã tập trung đến dạy cho Linh Mục Nhân và lũ chiên cuồng một bài học. Sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án và xử lý 4 đối tượng giáo dân, giáo xứ kẻ gai. Linh Mục Nhân sau đó bị điều chuyển đến làm quản xứ Yên Lĩnh, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An với số tiền tài trợ từ bọn phản động. Vừa mới chân ướt chân ráo về quản xứ mới được một thời gian, Linh Mục Nhân đã chỉ đạo giáo dân chuẩn bị xây dựng phòng học giáo lý. Bản chất hắn không thay đổi mà vẫn tiếp tục có ý đồ lấn chiếm đất ruộng để xây dựng. Hắn còn ngông cuồng tuyên bố sẽ xây dựng trên phần đất ruộng, chính quyền không cho cũng làm. Linh Mục Nhân nên biết rằng xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn là một vùng đất anh hùng, một địa phương giàu truyền thống cách mạng, bà con lương giáo được đoàn kết, có truyền thống bề dày cách mạng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ hành động ngông cuồng nào thì nhân dân xã Lĩnh Sơn họ không để yên cho đâu. Không tin cứ hỏi, vụ Linh Mục Nguyễn Xuân Phương, nguyên quản xứ Yên Lĩnh bị nhân dân Lĩnh Sơn vây trong nhà thờ vì sự ngông cuồng thì sẽ rõ. Hiện nay, giám mục Nguyễn Hữu Long mới về nhận một vụ giáo phận Vinh là người chấp hành nghiêm pháp luật, nên sẽ không tiếp tay bảo vệ cho các hành vi vi phạm pháp luật. Bà con, giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh và trên địa bàn huyện Anh Sơn cần tỉnh táo, đừng có các hành vi vi phạm pháp luật để rồi bị xử lý tù tội. Khi đó, Linh Mục Nhân lại sống chết mặc bay để mẹ già con thơ phải chịu khổ.